chút cảm xúc anh viết ra, nỗi lòng của anh đó anh trút vào đây những tâm sự mà bản thân đang dày vò. Cũng có nhiều lúc người ta hỏi sao mày viết nhiều để làm gì, anh chỉ mỉm cười rồi cho qua. Những gì anh viết là nhật ký, là những nỗi buồn, là tâm sự anh cho nó hết vào trong đây. Mặc kệ miệng đời nói anh rất tệ hay là nói anh rất không hay, chỉ là đam mê thôi em à. Dường như là đã ăn sâu vào máu, đâu phải nói bỏ là bỏ được, vì nó khắc sâu vào trong não cũng giống như em vậy. Cái người con gái mà anh yêu đau hết tất cả cho đi thật nhiều, để rồi anh nhận lại bao nhiêu vùng đắp hy vọng. Và anh chỉ mong anh nhận lại một điều, là sẽ có người chấp nhận thương anh, lấp lại khoảng trống anh đã thiếu. Nhưng rồi cuối cùng lại là đổ vỡ. Lý do tại vì sao anh chưa đủ tốt, chưa hoàn hảo, hay do anh chưa như thế nào? Hạnh phúc thì nó ở trên cao, làm sao anh có thể với lấy? Ông trời sắp đặt hay do duyên số, không biết khi nào anh mới thấy. Giúp anh trả lời những câu hỏi mà anh đã đặt ra, hãy giúp anh đi, anh mệt mỏi từ lúc em rời xa. Giúp anh tìm lại cảm giác ngày xưa, không phải bây giờ chỉ mình ta. Giúp anh tất cả cùng anh chấp vá những gì đã trải qua. Giúp anh trả lời những câu hỏi mà anh đã đặt ra, hãy giúp anh đi, anh mệt mỏi từ lúc em rời xa. Giúp anh tìm lại cảm giác ngày xưa, không phải bây giờ chỉ mình ta. Giúp anh tất cả cùng anh chấp vá những gì đã trải qua. Hôm nay gió lạnh lắm em à, em nhớ giữ ấm cho mình nha. Đó là câu nói anh giữ từ lâu, bởi vì hai ta là xa lạ. Mỗi khi đêm về tim lại thổn thức, anh tức là sao không thể nói. Dù biết tình cảm trong con tim này là thật không thể chối, nhưng rồi câm nín như vậy thôi. Anh có nói ra thì ai thấu, nên đành cất lại là thằng thất bại. Cho đến ngày mai anh vẫn giấu, nói ra thì cũng được gì đâu. Bên em còn bao người sánh bước, muốn đi cùng em, che chở cho em đến hết con đường ở phía trước. Còn anh là gì hả? Anh là cái gì em biết không? Em hãy trả lời cho anh biết được, dù đó là lời không thật lòng. Anh thật không hiểu là tại vì sao anh trở nên như vậy, làm thằng hèn nhát ở trong tình cảm. Làm sao em thấu tâm tư này? Sáng thì cười, đêm thì nhói. Thật sự anh rối với bản thân. Anh muốn bước tới thêm một bước nữa, nhưng có vật gì đang cản chân. Muốn tự anh nói là anh yêu em, nhưng mà không can đảm. Muốn một lần thôi được ôm lấy em, mặc dù anh biết anh đang nhảm. Giúp anh trả lời những câu hỏi mà anh đã đặt ra, hãy giúp anh đi, anh mệt mỏi từ lúc em rời xa. Giúp anh tìm lại cảm giác ngày xưa, không phải bây giờ chỉ mình ta. Giúp anh tất cả cùng anh chấp vá những gì đã trải qua. Giúp anh trả lời những câu hỏi mà anh đã đặt ra, hãy giúp anh đi, anh mệt mỏi từ lúc em rời xa. Giúp anh tìm lại cảm giác ngày xưa, không phải bây giờ chỉ mình ta. Giúp anh tất cả cùng anh chấp vá những gì đã trải qua.